Xin chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là Vương mới về đi công tác tổng cộng là 3 tháng trời luôn mới đặt chân về quê hương Houston, quê hương thứ hai Houston. Đó. là hôm nay là Vương video đầu tiên luôn là quay để update cái dự án này là hôm nay là bây giờ là ngày cuối cùng là xong luôn rồi. Là hôm nay là Vương ra để Vương kiểm tra cái dự án này lần cuối trước khi mà giao lô đất cho bên người builder cho họ xây nhà. Đó là đây là cái con đường này là con đường fast boy các bạn còn con đường ở trên kia là con đường sài gòn dài chắc hơn một cây số bây giờ là mọi thứ là đã xong hết rồi bây giờ là chỉ chờ uh, gom lúa về thôi đó thì những con đường này là coi như là những năm tháng coi như là rất là vất vả biến một cái lô đất từ một cái chỗ nuôi bò với bạn biến thành một cái khu dân cư tổng cộng cái khu này là nó sẽ có 475 căn nhà ở đây cái khu này là, gọi là section một thôi section một là có một trăm bảy mươi mấy căn nhà ở trong cái khu vực này những cái khu vực mà đã làm đường rồi đó Và bữa nay là vương review với lại mấy bạn coi hồi trước á nha là vương nhìn thấy người ta làm như vậy vương rất là thích luôn cho nên là vương mới mơ ước là một ngày nào đó là mình làm được một cái dự án giống như vậy thì cuối cùng là mơ ước nó cũng thành hiện thực các bạn là mình liều mạng mình mua đất rồi mình làm thì có làm mình có ra thôi đất là cấm cột cấm chờ hết rồi kìa đó là từng lô từng lô từng lô trong khu này là vương bán cho tổng cộng là hai người builder mỗi bên đó là có nghĩa là bên này là builder này xây bên đây sẽ là builder khác xây nó xen kẽ sen kẽ xen kẽ nhà vậy nhưng các kiểu nhà họ sẽ thống nhất với nhau hết. Đó, builder là người xây nhà, còn vương là người develop là người develop là cái người kêu bằng là làm hệ thống đường xá đồ này nọ đó. Cái anh uh, develop á, thì thường là chỉ làm develop thôi là mua một miếng đất bò đồ này nọ còn đi qua đi lại á. Sau đó là làm thành một con làm thành đường xá làm hệ thống hạ tầng thì cái anh develop đó là sẽ lời hơn cái anh builder một chút xíu. Thường thường là vương thấy là cái anh uh, builder là người xây nhà còn develop là cái người làm và phát triển cơ sở hạ tầng các bạn à. coi như là phải có cái người phát triển cơ sở hạ tầng rồi mới có người xây nhà đây là cái địa chỉ đầu tiên đây là cái cái ngôi nhà đầu tiên của cái trên cái miếng đất này nè là cái này là cái nhà đầu tiên luôn hôm nay vương vô đây vương review cái nhà này cái nhà này là có địa chỉ là ở số 320 đường Fast Boy ở Waller, Texas. Zip code 77 á, đẹp vậy. Đó đây là khu này là vương hợp tác với lại công ty khoa vest nè là vương thuê họ để mà họ sẽ xây cái chạm nước này cái chạm nước này đúng là, vương làm cũng được luôn nhưng mà vương làm xong là vương sẽ thu tiền nước của cả khu luôn nhưng mà trong cái miếng đất này là vương hợp tác với họ để làm tại mới vừa làm mà mình không có muốn làm nhiều quá làm nhiều quá đó là mình sẽ không sợ mình không thành công cho nên vương chỉ làm tập trung làm cái đường xá cơ sở hạ tầng thôi còn cái phần mà xây dựng cái chạm nước là vương nhường để cho họ làm nhưng mà những cái dự án tiếp theo là vương sẽ vô vương cân cái này luôn nè Tên, tên công ty của vương là tên là fast boy để là tên công ty đầu tiên luôn hồi xưa lúc đó là vương làm về marketing cho mấy anh chị chủ tiệm neo á bây giờ đến bây giờ vẫn còn mà công ty đó bây giờ mười mấy năm rồi thì là lúc mà vương đặt tên vương nghĩ cái tên gì á mà đặt tên nó cho mấy anh chị chủ tiệm neo dễ nhớ hồi trước đó, vương đi làm neo á là mấy anh chị chủ tiệm neo hay nói ờ thằng boy nhà tôi thằng boy nhà tôi nó giống giống vậy cứ vô tiệm cái mấy chị em nói chuyện với nhau á là thằng boy nhà tôi thằng boy nhà tôi đó bởi vậy thằng boy thôi vương đặt fast cho nó cho mấy anh chị dễ nhớ à, thằng boy của nhà mấy anh chị đó để cho mấy anh chị dễ nhớ bây giờ công ty fast là cũng rất là nhiều công ty làm từ xây dựng cho đến làm công ty phát triển hạ tầng đồ này nọ cái miếng đất này đây là vương hiến cho công ty khoa vét các bạn để cho họ xây cái trạm nước này ở xa xa ngoài kia là bạn thấy có cái trạm có cái giếng nước cái giếng nước đó là khoan rất là sâu xuống sâu lắm để mà lấy nước nguồn nước ở dưới thông mà đưa cho cái nhà này sẽ xử lý coi như là sẽ có cái chạm bơm nước ở trong cái nhà này rồi xong rồi là trong cái nhà này rồi nó sẽ bơm nước lên trên cái thùng nước này rất là to nè thấy cái thùng nước này là họ sẽ bơm lên trước ở trước đây là những cái thùng nước này đặt rất là cao nhưng mà sau này là trình độ họ cao hơn rồi là họ làm là coi như là họ chỉ cần dùng bơm nữa họ bơm thôi không biết có nước chưa ta chắc chưa có nước quá trời tưởng có nước tôi sẽ là người đầu tiên xả nước muốn lên cái chỗ này là phải đeo dây an toàn vô ở Mỹ á bạn biết không leo lên kêu bằng là chừng 1 feet 2 feet là chừng 3 feet thôi làm việc chừng 3 feet thôi là có những cái công ty mà ăn những cái hiệp hội an toàn của Mỹ là OSHA à, cái này là rất là <laughs> khắc khe bác là tất cả nhân viên là leo lên là phải đeo cái harness này là cái nghĩa đầu bảo hộ này ấy. để mới leo được lên trên à, đeo lên này. té xuống cái thì treo toàn tên thôi chứ không có chết thôi đó treo toàn tên toàn tên đây nè <laughs> là ở Mỹ này mấy cái an toàn nó rất là quan trọng hồi trước là những cái bồn nước như thế này là họ để ở trên cao nhưng bây giờ là họ dùng họ để dưới đất luôn rồi sau đó là sẽ bơm áp suất cao lên cho cả khu xài luôn mình thấy không trời các ống nước cỡ này là cấp cho cả khu hello trời ơi nó vàng đã dễ sợ luôn hello trời ơi nó bự đến nỗi mà cái tiếng của mình kêu tới giờ này mà vẫn còn nghe vang luôn <laughs> to dễ sợ luôn á cái thùng này là nó để đây vậy thôi nhưng mà thật ra nó cấp được cho rất là nhiều hộ xài không phải là mai mốt khu này ấy, là không phải là bốn trăm mấy hộ dân khu này không đâu mà tất cả những cái hộ dân khác á sau này ấy, khi mà họ phát triển xung quanh đây rồi ấy, là khi mà nói vô ấy, là họ sẽ nói vô cái hệ thống luôn một cái bồn một nó cấp chắc cho cả nghìn hộ xài được á thì những công ty này đây ấy, họ cũng làm trước cái này thì cái dự án của vương là họ sẽ bắt đầu bán nước bán nước bán nước. Bạn nguyên một nước có một cái gia đình mà ở Texas thì xài nước một tháng cũng phải 90 đô là ít. Có nhà xài mà tưới cỏ là một tháng có thể lên tới trăm mấy, 200 đô luôn. Nhà có hồ bơi vậy thôi khỏi nói luôn, tiền nước rất là nhiều. Rồi sau ví dụ như một cái bồn nước này không đủ thì sẽ xây thêm vài cái bồn nữa. Có đất để dành sẵn nè. Là vương như vương cấp cho họ khoảng chừng 3 acre mấy trong khu vực này nè. 3 4 acre để cho họ làm cái trạm nước này. Vương thấy là những cái bán nước này á, là độc quyền nha <laughs> mình là độc quyền cung cấp cho cả khu luôn và cả cái khu vực này luôn không ai được quyền chen vô hết là bán nước bán độc quyền mà nhưng mà giá cung cấp là nó theo quy định của chính phủ chính phủ quy định bao nhiêu mình phải thu bao nhiêu thôi mình không có được thu hơn chắc là cũng lời lắm rồi đó cái bồn này chứa được chắc 25 mươi lăm ngàn galon hay hơn của ta đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó một hai ba gì rồi sao nó từ dưới đo lên vậy ta <laughs> vừa <laughs> không biết cái này vậy. nó hoạt động sao nó chỉ biết nó rất là to thôi trong đây chắc mai mốt chắc cũng phải trồng cỏ hay gì vô chứ cho đi được chứ thường thường mấy chỗ này là họ không có làm gì nhiều đâu họ chỉ đổ đá thôi tại lâu 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 mới có người vô chăm sóc mà cái chạm nước bạn thấy ông quy định rất là kỹ nha mai mốt là camera là sẽ canh hàng rào kém gai nó sẽ còn làm cao hơn như thế này cái này là hàng rào tạm thôi mấy mốt cái chạm này xong rồi đó là họ sẽ đặt cái hàng rào thật rất là cao lên luôn để bảo vệ cái nguồn nước á. cái nguồn nước của cả khu xài mà lỡ mà có ai vô đây mà làm bậy gì là rất là nguy hiểm cho nên là cái khu mà nước là bảo vệ rất là nghiêm ngặt luôn điện với nước rồi nọ đó bạn thấy không chưa bây giờ hết mới có xây sơ sơ văng dăng kém gai rồi lên để nhóc rồi nè mốt xây xong rồi giờ biết nữa à review nha cái đây là căn nhà đầu tiên của khu uh, của khu đất này nha khu này là ở uh, gần Cypress là một thành phố mới qua lờ là một cái quận hạt rất là phát triển của nước Mỹ vương cũng quên là phát triển nhanh thứ mấy rồi Giờ đại loại là cũng phát triển lắm Ở đây bạn hồi xưa cái hộ là cái hồ mà Vương nhớ cách đây cũng khoảng năm mấy gì đó Vương đứng ở đây Vương bắt ếch Duy nghiệp chứ Thảo rồi ra đây bắt ếch bây giờ là nó thành nguyên một cái hồ mênh mông vậy rồi đó Đó là những cái hồ này cái là hồ điều lũ của khu Một cái khu mà làm cái hồ điều lũ này mà không tốt á làm, làm không đúng á là mưa xuống như vậy nó sẽ ngập cả khu luôn nó ngập hết còn bây giờ các bạn thấy không mình làm cái hồ điều lũ như thế này to như thế này mưa cỡ nào mưa chấp mưa luôn rồi chắp nước từ khu khác sang ra luôn, nó vẫn bình thường không sao hết, nó sẽ vô vô vô, vô cái hồ này và cái hồ này nó sẽ khi mà nó tràn ra rồi á, thì nó sẽ vô cái dòng sông, nó cái con creek, cái con lạch nhỏ ở phía bên kia, đây những cái chỗ này nè, những cái chỗ bạn thấy có cấm cờ rồi nọ đó. hồi xưa á nha, vương nhìn thấy mình chỉ nhìn thấy cái mặt đường thôi, mình không có nhìn thấy ở phía dưới là cái gì. khi mà vương bắt đầu vô vương làm cái ngành mà phát triển bất động sản ra rồi á, thì vương mới biết được là trời ở phía dưới này là nó còn mắc tiền cái đường này nữa cái đường ở trên này thì đúng là nó cũng mắc thiệt á nhưng mà là những cái gì mà nó nằm ở phía dưới này nó còn mắc kinh khủng hơn nữa luôn đó là những cái nắp cống này nọ ở dưới đây nè đã từng cái nắp cống <laughs> ở dưới này á là rất là nhiều cái cống khác nhau cống xả nước thải nè rồi cống cấp điện nè rồi cống thoát nước nè rồi cống thoát nước thải là riêng nè rồi cống điện đâu này nọ nữa ống điện rồi ống internet rồi ống ga rồi nọ nữa có nghĩa là nó biêu ở dưới này là nó rất là mắc tiền luôn rồi xong rồi mới chi lô 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 là lô là cắm cờ hết đó đó một lô hai lô ba lô bốn lô rồi cắm cờ à, cái này là được phân lô luôn rồi ở bên này thì được cái là cái cái thủ tục phân lô á vương thấy là nó tương đối rất là đơn giản là có nghĩa là chỉ cần đáp ứng hết tất cả các yêu cầu thôi là mình ra cái cái hội nghị là có tổng cộng sẽ có 5 người giao tay cho mình bốn người một người commissioner quản lý của cái khu vực của mình quản lý cái quận hạt này của mình rồi ba à, người commissioner khác quản lý những cái quận hạt khác, coi như là ở cái khu vực ở Mỹ á họ quản lý ấy, là một tỉnh ấy, là sẽ chia ra làm có bốn người quản lý với lại một người một ông chết nữa, là tổng cộng năm người đi. Thì bốn người quản lý là gọi là bốn người commissioner là họ sẽ chia ra làm bốn khu vực khác nhau. Cả tỉnh ấy, thì chia làm bốn khu vực để quản lý. Thì trong khu vực này là các anh bạn sinh ở đây thì rất là trẻ. À, sinh năm như 95 96 thì coi như trẻ nhất sinh là trẻ nhất của Texas mà chắc có thể là trẻ nhất của nước Mỹ luôn. Thì rất là trẻ và rất là hỗ trợ cho Vương làm những cái dự án này như thế này coi như là hồi trước khi mà mới làm giấy tờ là thủ tục rồi nọ nó rất là chậm mình không hiểu lý do tại sao chậm hết rồi sau này là coi như là mình biết đúng người là coi như là mình nhờ ảnh một cái là coi như là giấy tờ là nó trong vòng những tuần hai tuần là có mà hồi xưa thì mình không biết mình cứ nộp và mình cứ chờ nhưng mà sau này là khi mà biết rồi là chờ nó rút ngắn hơn tại vì ảnh là có cái quy quyền trong cái khu vực này cho nên là ảnh nói những cái anh kỹ sư để việc bản vẽ đó Kêu việc lẹ lẽ hơn chút xíu cũng đỡ cho vương lắm thôi sẵn đây là vương cũng rất là cảm ơn nha mấy anh chị rất là cảm ơn mấy anh chị là đồng hành với vương có những anh chị là chủ tiệm neo và cũng có những anh chị là những cái người mà đồng hành với vương từ ngày đầu đó, làm một cái dự án to như thế này đó. thì một mình vương là chắc chắn là không làm được đâu mà rất là nhiều anh chị nữa cùng chung tay với vương đó, để làm thì mới ra được một cái này ra được một cái dự án như thế này thì vương sẵn đây là cũng là ngày hôm nay là cái ngày là chuẩn bị mình mình bàn giao rồi là chuẩn bị là lúa về rồi đó là vương cũng mừng rồi vẫn sẵn vương cũng cảm ơn các anh chị mà đầu tư về cái eb file luôn thì vương cũng rất là cảm ơn các anh chị thì uh, các anh chị mà vô đây thì trong cái phần mà vương đã xây xong á thì là nó đủ cho khoảng 12 hai suất thì là vương hồi mấy tháng trước là vương có quay video vương nói về mấy anh chị nào vương đã bỏ tiền rồi vương xây hết trơn rồi mấy anh chị nào mà giống như là có cần nộp giấy tờ rồi nọ để mà làm cái thủ tục để mà xuất để mà vào mỹ bằng cái diện eb file á là cái diện mà bây giờ chắc là nó cái diện nhanh nhất luôn để vào nước mỹ ấy. thì uh, cũng là có rất là nhiều anh chị ủng hộ vương là nó phua đủ luôn 12 người và thậm chí nó còn hơn cả 12 người nữa nhưng mà vương chỉ có thể nhận được 12 người thôi thì cũng rất là cảm ơn các anh chị đã tin tưởng rồi cho vô thì uh, vương cũng rất là mừng tại vì những cái phần này như vương nói đợt trước rồi là cái tiền mà bỏ ra để mà xây dựng một cái dự án là vương đã xây xong trước hết rồi cho nên các anh chị nào mà nếu như là cần để mà làm cái giấy mà giấy tờ lãnh để mà qua Mỹ thì Vương bỏ cái tên vô tại Vương có thể đem ngược lại 2 năm thì uh, tại cái lúc trước 2 năm trước là Vương đã start rồi rồi Sơn bây giờ là coi như là xong rồi thì Vương bỏ tên vô cái dự án này được cái là nó nằm trong cái khu vực là được hai sự ưu tiên cái ưu tiên thứ nhất là được nằm trong vùng thi là cái tiền góp vốn nó chỉ có khoảng 800 nghìn thôi không có cần phải đến một triệu mấy nếu như nằm ngoài cái vùng này thì cần cần đến triệu mấy cái thứ hai là cái dự án này là mấy anh chị thấy là các dự án này là nó nằm trong một cái khu vực là nó có nghĩa là nó được thêm một cái sự ưu tiên nữa là nó phát triển trong cái vùng mà gọi là rural area đó là vương không biết tiếng việt dịch là cái gì nhưng mà đại loại những cái dự án phát triển cơ sở hạ tầng đó, của chính phủ mỹ ấy, là được ưu tiên thêm một cái nữa là được xét duyệt hồ sơ nhanh hơn cho nên là mấy anh chị nào mà vô đây là hồ sơ là coi như nó được nó ưu tiên cái diện xét duyệt được nhanh hơn đã thôi sẵn đây vương cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn đây là con đường sài gòn nè con đường Sài Gòn là con đường dài như thế này nè, sau lưng nè chị. Từ ngoài cổng vô. Đó, đây là con đường từ ngoài cổng vô nè. Là con đường này là con đường Sài Gòn, là con đường đại lộ Sài Gòn á. Đi, từ ngoài đi vô đây. Đi vô đây á, là cái nơi đầu tiên con đường này tiếp lên luôn á. <laughs> là Vương đặt là, tên là hai công ty. Công ty Fast Boy. Bên đây á, là đường quẹo bên, bên phải là công ty Fast Boy. Đó là cái chỗ hồi nãy anh chị thấy á. Cái nhà nãy là mang tên là tên Fast Boy. Còn phía bên trái á, là đường, Vương đặt tên là đường Thay tây hát là có nghĩa là texxic là tên gọi của Texas cái người mỹ họ gọi Texas là tây hát mà trước đây có vùng đó là nó thuộc về người mỹ nhưng mà sau chiến tranh à, biên giới à, mỹ với lại à, người spanish là người, mỹ, là người mỹ là người mỹ thắng cho nên họ lấy đất luôn họ chiếm luôn cho nên là cái vùng này là tây hát cũng là cái tên của cái công ty quản lý dự án này luôn thì cái công đưa vương mà làm được cái dự án như thế này là vương phải thuê một cái công ty quản lý dự án rồi mỗi ngày họ cho người ra họ là cho người ra giám sát dự án rồi báo cáo cho chợ vương thì phải có một cái công ty quản lý dự án chứ mình là một cái tay ngang mà chưa bao giờ làm mà sao mình làm được cái này là công ty kỹ sư với lại công ty quản lý dự án là họ ra họ giúp mình làm mấy cái phần quản lý hết luôn và mỗi ngày ổng họ viết cái báo cáo về cho mình và họ đứng này họ chỉ có nghĩa là họ điều kỹ sư xuống có nghĩa là ông Ronnie là kỹ sư trưởng chính ở đây nè là ổng xuống đây là ổng túc trực ở đây cái ông mập mập mà vương hay quay lên nó là ổng là cái người coi ở đây mỗi ngày luôn và có một nhóm khác là kỹ sư về đất và nhìn thấy đất như thế này thôi họ coi họ test đất liên tục luôn là đất á, mỗi lần mà đây là họ cắm xuống họ test liên tục luôn nó phải đủ cái độ cứng để sau này xây nhà lên những cái nhà đây nó không có bị sụp lúng móng họ test liên tục liên tục liên tục mà sau này những cái nhà này xây ở đây mà bị sụp lúng móng này nọ là công ty đó là họ có bảo hiểm và chịu trách nhiệm đó nha test sạch đó là họ phát triển ra rồi sẽ rút kinh nghiệm rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều hồi trước đây xây là coi như cái phần test đất là nó cũng sơ sài lắm nhưng mà sau này là cái phần mà test đất soi soil test là có nghĩa là lúc nào cũng phải có kỹ sư luôn ra để mà test luôn đi 3 tháng trời vậy nhìn thấy như vậy mừng quá trời mừng luôn bữa nay là tháng 4 năm 2024 à cái miếng đất này mua hình như năm 2020 hay nhiều á thiết kế không là cũng khoảng hơn một năm rồi xong mà phần xây dựng là hơn cả năm nữa mấy ngày mà mưa là delay bị trễ nải rồi này nọ các kiểu đủ thứ các kiểu trễ nải hết hồi xưa là trễ nải do mình không biết chuyện do mình không biết kiếm đúng người rồi xong là do đó là do yếu tố con người nhưng mà sau này trễ nải là do là ông trời nữa ông trời cứ cho, cho mưa ngày nào là ngừng ngày đó bạn thấy không mưa mưa xuống là đâu có làm được đâu cái phải ngừng lại hết chờ cho nó thông thoáng mới làm lại thì giờ nó cũng xong rồi trong cái khoảng thời gian mà vương làm cái ep file á cũng vương có một may mắn là quen một cái chị chị cũng cái chị luật sư này có một cái nhóm luật sư là coi như cũng rất là giỏi với EB5 Vương được rất là nhiều luật sư hỗ trợ trong cái thời gian mà làm hồ sơ eb thì chị phát hiện có rất là nhiều anh chị nha là bị trục trặc về cái giấy tờ hồi trước đây đã làm những cái eb từ những cái dự án khác rồi nhưng mà trong cái đợt Covid á, có nhiều cái dự án là người ta không hoàn thành người ta bị delay bị này bị kia rồi nọ đó rồi giấy tờ người ta gặp trục trặc rồi với lại có những trường hợp là bị kiểu như là dự án làm xong mà không hoàn tiền luôn giấy tờ cũng có mà không hoàn tiền cái cũng nhờ cái chị này chị giúp thì nói chung là đại loại là vương có một cái nhóm luật sư có nghĩa là cũng khá giỏi và khá, khá có tâm cho nên nó sẵn đây thì anh chị nào mà vương thì cái dự án này vương đã đủ rồi vương không có kêu gọi thêm bất kỳ cái ep file nào nữa đâu nhưng mà nếu như mà anh chị nào mà coi như là mình đã làm qua cái ep file của những cái dự án mà mình gặp trục chặt về giấy tờ đó, thì có thể liên hệ với lại cái vương cái đội nhóm của vương thì vương sẽ phân chia lại cho vương sẽ nhờ lại cái chị luật sư đó tại chị luật sư đó thì chỉ rất là Vương phải nói là chị rất là hiểu biết về eb Cái chị luật sư chính đó nha Lo về giấy tờ hồ sơ cho anh chị á Thì luật sư nói tiếng Việt Và chỉ trong nhóm luật sư của Vương là chỉ có một mình chị đó là nói tiếng Việt thôi Còn lại mấy người khác là toàn là nói tiếng Anh không à Thì cái chị luật sư đó là chị, từ nhỏ cho tới lớn á Là chị làm cái eb này chắc cũng phải tính là chục năm luôn, mấy chục năm rồi đó chị rất là rành về cái hồ sơ ibfi mà mọi ngóc ngách trong ibfi là chỉ đều biết hết rồi anh chị nào mà như hồ sơ của mình mà gặp trục chặt hay cái gì đó là chỉ đều biết hết tại chỉ là cái người chuyên môn đi xử lý những cái trường hợp mà nhiêu khê coi như hồ sơ không phải của chị làm mà là chỗ khác làm mà sau này gặp vấn đề ấy, thì là người ta thuê những người luật sư như chị để mà để mà giải quyết hay là chị biết là chị giải quyết giúp thôi thì coi như anh chị nào mà coi như mình lỡ mà mình gặp trục chặt mình không may mắn đi có nghĩa là nhiều cái dự án thì nó do cái đợt covid nó bị chậm trễ hay nó bị giấy tờ gì đó thì anh chị nào mà gặp trục chặt trong cái vấn đề wifi thì có thể liên hệ với lại cái nhóm có thể liên hệ với các bạn của vương thì các bạn của vương sẽ từ từ coi từng trường hợp trường hợp nào giúp được thì vương sẽ nhờ cái chị luật sư đó giúp cho anh chị là tiền bạc thì thôi không nói không tính gì đâu còn dài cái phần của vương thì cái phần này vương có 12 hai sức thôi à mà vương có nhiều anh chị vô quá rồi. giờ vương cũng đâu có thể nào vương lấy thêm được nữa đâu đó tại cái phần này vương đã bỏ tiền xây hết rồi có nước cái phần sau á thì cái phần sau là cái phần section hai thì mai mốt là vương sẽ xây thì xong cái phần này rồi á là bắt đầu nhà ở đây nó sẽ mọc lên coi như là bây giờ là tháng tư đi nha giờ giờ đang giữa tháng tư thì khoảng đến khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 là nhà ở đây sẽ bắt đầu mọc lên mọc lên mọc lên cái section một xây là tốn tiền nhất thôi còn cái section hai là do nó có sẵn hết những cái cơ sở hạ tầng rồi vương không có phải cần làm những cái đào hồ đồ này nọ nữa cũng không cần phải làm cảm nước đồ này nọ nữa chỉ là làm đường xá với cái phần dưới thôi nó sẽ nhanh hơn cái tiến độ sẽ nhanh hơn cái phần kia hơn chút xíu thầy phần kia làm cả năm thì phần đó làm chừng bảy tám tháng là xong rồi mai mốt mà vương làm xong cái phần thứ hai rồi đó thì những anh chị nào mà có duyên á thì cứ hợp tác với vương trong cái file thì vương sẽ làm sao á để cho anh chị có được cái giấy tờ coi như là nhanh nhất hồi trước đây á nước mỹ nó có rất là nhiều diện để cho mình có thể mình qua mỹ được nhưng mà bây giờ đó là coi như cái file là cái 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 sướng nhất à nhanh nhất à còn hồi trước đây có những cái diện lao động như là ebq rồi là EB ba rồi nọ đó cái diện đó hỏi ai hỏi vương là người rành nhất nè à. Vương là cái người làm cái diện đó coi như từ cái thời mà rất là sơ khai luôn Và Vương bảo lãnh rất là nhiều bạn trong công ty, rất là nhiều gia đình Qua cả gia đình, tính là tính, chắc tính hàng mấy chục người luôn à Thôi mà tính là luôn những thành viên mà đi theo gia đình nó qua đó Những cái diện đó là Vương rất là lành Mà cái diện đó bây giờ thì phải nói chính phủ người ta cũng hơi siết lại Siết lại về vấn đề thời gian xét duyệt nè Vương làm tổng cộng từ trước tới giờ là khoảng 3 đợt rồi Thì cái đợt đầu tiên đi rất là nhanh nha cái đợt thứ hai đi á nó nó cũng còn được được nó cũng chậm đi chút xíu nhưng vẫn còn được nhưng cái đợt thứ ba này là coi như mọi thứ nó nó chậm hơn hẳn luôn đó như lại là người ta bây giờ cái eb 3 người ta xét rất là kỹ luôn nó không có dễ như hồi xưa nữa thì cái eb 5 này bây giờ là vương thấy nó là cái diện mà được chính phủ như ưu tiên nhất chính phủ mỹ mà tư, tư bản mà ai đầu tư vô đất nước là coi như là ưu tiên quá trời luôn anh chị nào mà <laughs> đã sẵn ở lại mỹ rồi coi như là có visa ở mỹ nha như là visa f1 đi là qua mỹ dạng du học là coi như là vương nó là cũng có nhiều anh chị là có nghĩa là làm giấy tờ cho con của mình á. con cái của mình đang ở sẵn mỹ nè là làm cái diện mà eb 5 để mà cho con cái qua mỹ á. là <laughs> trong vòng chừng 3 đến 6 tháng chậm lắm là 9 tháng à. là có nghĩa hồ sơ được duyệt liền luôn là được cấp cái gần như một cái giấy gần như thẻ xanh một cái work phơ là được đi làm và một cái travel document là được đi lại thoải mái, là nó nó coi như nó là thấy xanh luôn rồi còn cái gì nữa Đó là cái diện mà kêu bằng là qua Mỹ mà dễ nhất à, Vương thấy mọi người đó, nhiều khi thích qua Mỹ đâu này nọ Thì vương thấy Mỹ cũng là một cái nơi kêu bằng là cũng có nhiều cơ hội để làm ăn Tại khi mà thí dụ mình qua được Mỹ rồi đó Thì mình cũng có những mở ra được những cái cơ hội khác để mình làm ăn với lại các nước khác nữa Ở Việt Nam thì bây giờ nói thiệt luôn, vương cũng, vương về Việt Nam, cũng về Việt Nam thăm gia đình đó. Mấy năm nay vương về, 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 về Việt Nam hoài luôn thì mỗi lần mà vương về việt nam vương thấy trời việt nam giờ cũng đâu thua gì mỹ đâu vương đi mỹ nay cũng là 17 năm rồi thì vương thấy là những cái năm gần đây vương về ở việt nam mình cũng bằng là cái đời sống nó không khác gì mỹ chân nó thậm chí nó còn vui hơn là được gần với là gia đình rồi này nọ nữa đó còn anh chị nào như là muốn thử sống ở mỹ thì coi nó, nó cực khổ cỡ nào cứ qua đây thử thử ở mỹ thì cũng sướng thiệt á cũng có này có kia được cái ở mỹ thì vương thấy đa số mấy anh chị qua mỹ là chủ yếu là lo cho con cái là tại vì ở mỹ được cái hệ thống giáo dục nó rất là tốt cho nên là khi mà qua Mỹ rồi đó con cái của mình là được hưởng một cái hệ thống giáo dục tốt đi học không tốn tiền là cái đó là cái chính chứ còn mà đi học bây giờ mà đóng tiền mà du học á, mỗi năm hình như là tiền ăn tiền ở tiền học luôn này nọ hồi trước cái nhân là khoảng hai ba chục ngàn là đủ còn bây giờ năm sáu chục nghìn đô không thấm vô đâu hết trơn học không đủ luôn năm sáu chục nghìn đô là tỷ mấy hai tỷ á, coi như là cũng không có được còn cái thời vương đi hồi xưa là cũng hai ba chục nghìn này đó giờ là mọi thứ là giờ nó hoàn tất hết rồi kìa ống cống ống keo rồi nạ xong hết rồi giờ chỉ chờ người ta giao tiền thôi <laughs> cái phần đất ở phía sau nè là hồi trước là vương may mắn vương lụm được một cái phần đất cũng 15 mẫu trời nó lớn dễ sợ đi từ cái cột này dài tới hàng rào rồi nè dài tới bên kia luôn 15 mẫu là khoảng chừng tính ra việt nam mình khoảng 7 mẫu mấy việt nam mình á cũng lớn á, nằm ở phía trước luôn vương mua để cho vua miếng đất luôn thì sau này á là cái phần đất đó đó là nó sẽ kết nối với là phần đất này nó hưởng hết mọi cái cơ sở hạ tầng của này luôn là coi như giá trị của nó lên cao lắm mai mốt mình xây cái gì ở ngoài đó cũng được ví dụ như xây cây xăng rồi xây trường học hay là xây bất kỳ một cái gì đó thì vương nói luôn vô đây luôn phần đất mua để 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 dành còn mấy ông này nè ổng có đất này mấy ổng cũng đang kêu vương mấy ông bán nhưng mà thôi giờ đất nó lên nhiều quá mua hết nổi á. hồi xước có tiền sớm mua nguyên cả miếng đất này luôn á có chừng <laughs> có chừng hình như vương đó lúc đó vương mua miếng này có triệu mấy triệu mốt triệu hai triệu ba vậy đó mà cả trăm mấy mẫu luôn tính là có 11 12 ngàn đô một, một, một mẫu mẫu Mỹ mẫu Anh là một mẫu Anh thì nó bằng khoảng 4.300 mét vuông của mình đó. còn bây giờ đó, cầm cái tiền ở đi á bây giờ cầm tiền đi mua đất là hết nổi à. ở trong khu này là bây giờ là nó phát triển lên là khoảng chừng mười mấy cái dự án giống vậy nè trong vòng vòng xung quanh khu vực này luôn ở dưới chỗ này cách vương chừng 3 phút lái xe hay là có một cái dự án khác cũng lớn lớn hơn cái dự án này luôn bởi vậy giờ ở xịt đó không biết sao mà bà con đua nhau về đây ở quá trời luôn Làm cho nhà đất đồ đây lên khủng khiếp luôn à Trước đây Vương xây dựng á Mấy nhà này phản đối gì lắm nha Phản đối kinh hoàng luôn, phản đối tại mình xây dựng công trường mà Thế nào mình cũng có bụi rồi làm, họ bị tắt nước rồi này nọ Nhưng mà ở trong này là có một ông bô lão Đại diện cho cả khu Vương lấy lòng cái ông bô lão đó, Vương mua giùm ổng miếng đất thôi là Xong rồi là ổng dễ dàng với Vương xong giờ ổng còn mấy lô đó ổng trong vườn mua lắm giờ là ổng là coi như là ổng canh cái khu cái khu đất của vương nè mấy bữa trước có mấy thằng vô đây đua xe chạy xe với chiếc xe nhỏ, chiếc xe đất bay là chiếc xe mô tô rồi nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ vô đây đua xe trong khu vực nội bộ nè đua xe trong này ổng mét vương và thấy đi 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 từ nãy giờ vẫn đi đâu có hết nổi cái đường đâu trong này bây giờ là đang là 100 đang cắm cột ở đây 100 75 lô vừa bán xong 175 lô này rồi là sẽ qua bên kia xây thêm Vương chia làm hai nữa là mỗi bên sẽ là 100 100 mấy lô nữa làm cái này nó cũng nhiều khê đó bạn ơi nhiều khi vương làm xong các vương nói bà trai biết trước hồi xưa đừng đừng có làm phát triển bất động sản nó 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 nó, lâu thời gian nó tính bằng năm á vương đầu tư vô đất đai thì đúng là may mắn tại đất nó lên giá có tiền thôi chứ thật ra mà đầu tư xây dựng này á ai chưa làm thì mê còn gặp vương vương trải qua rồi á thiệt chứ giờ vương muốn sợ luôn á tại vì nó nó chôn vốn rất là nhiều luôn thay vì hồi xưa buôn bán mua món hàng về vương bán cái vườn lời được gấp 1, gấp 2, gấp 3 liền luôn rồi trong vòng có 1 tháng hai tháng giữ hàng là bán xong rồi còn cái này á nó cũng lợi miếng lời được nhiều á, cũng lời được gấp 1, gấp 2, gấp 3 á, nhưng mà thời gian nó tính bằng nó tính bằng năm chứ nó không có tính bằng ngày nữa bởi vậy vương nói trội chôn vốn kinh khủng luôn mà toàn bộ đều phải là tiền mặt hết luôn tại làm những cái này á, nhà băng thường thường là không họ không có cho vay khi nào mà lên cái nhà đó thì ngân hàng họ cho vay nha mà làm tất cả những cái này là coi như là rất là ít ngân hàng cho vay luôn mà không có ngân hàng luôn, vương làm mà toàn bộ là tiền là toàn là tiền kêu bằng là tiền, tiền 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 mặt tiền tươi bỏ ra làm không đồng ý là có rất là nhiều anh chị vô giúp vương đó nhưng mà chính là vương cũng cân trong này là cũng dữ lắm luôn á làm thì lời lời thiệt á nhưng mà chôn vốn kinh khủng luôn mà may là vương là làm được cái là làm cái là cũng nhanh rồi đó nha tính ra so với lại Việt Nam á Vương cũng có nói chuyện với mấy anh chị cũng phát triển bất động sản á là tính ra cái thời gian mà Vương làm ở Mỹ á là nó nhanh hơn ở Việt Nam mình cứ bằng là rất 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 là nhiều luôn rồi xây cái này từ khi mà có giấy phép xong là Vương xây trong vòng có năm mấy thôi là xong hết rồi đó coi như là nếu như mà không mưa không gió rồi nó làm nhanh hơn nữa nhưng tại trời mưa trời gió trời này trời kia cho nên nó hơi lâu xíu còn cái này ở Việt Nam mà thôi <laughs> không biết chừng nào mới làm mới làm xong giấy tờ rồi nó nhiều khê hơn bên này nữa trên đời này cái gì vương cũng muốn làm thử để chạm vô được ước mơ hồi xưa thấy người ta xây từng khu từng khu từng khu á mình cũng tưởng đâu mình xây được khu cả chừng mấy chục căn nhà là mình vui không mấy chục căn nhà vương có khả năng vương xây nha nhưng mà cái tự nhiên bắt vô cái bất động sản này á cái mấy người làm bất động sản người ta nhìn vương người ta cười mấy cái ông đó ông làm lần một năm ông làm lần mười mấy cái dự án giống như vậy nè mấy ông nói với vương là mày làm thì mày phải làm trên 400 căn nhà bốn mấy cho đến 500 căn nhà là ít nhất á, mày mất nói chuyện có tiền lời chứ còn mày làm gì đâu mà hồi trước vương nói chuyện với ông vương mua đâu bốn năm chục bốn năm chục mẫu á vương nói với mấy ông là vương muốn làm cái này tính ra được chừng khoảng mấy chục căn nhà mấy ông nhìn xong mấy ông cự ông lắc đầu mày chưa biết gì hết hả mày nghĩ mày làm cho mày có lời sao cây rồi cái vương ráng 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 ráng, ráng nha đó tới bốn năm trăm căn nữa nhưng mà thôi liều liều ăn nhiều <laughs> làm bốn trăm mấy căn luôn là đúng đúng chỉ tiêu luôn Hên là hồi xưa mua đất cũng rẻ nữa còn đường vô tự mình xây đi nó cũng đã cái chân hơn nữa chứ <laughs> ai dạ, trời ơi. Ngồi, xong cái ai dạ, trời, đã, đã. <cười> <cười> Ôi, con đường này vương lăn lộn nhiều đây rồi. lăn lộn đi bắt bò rồi bây giờ lăn lộn để mà <laughs> làm mà cuối cùng nó có nhà các bạn. À. Với cái tốc độ phát triển nhà tét sạch là chắc là vương nghĩ vương cũng uh, ấm cúng lắm á. Có công uh, có công mài sắt có ngày nên kim khổ trước có sướng sau. Hồi trước đây vương làm vương tính vương bán mỗi lô chỉ có khoảng bốn mấy ngàn thôi bốn bốn mấy gần năm chục nghìn bây giờ nó trả Vương sáu chục nghìn một lô tiền chính phủ trả lại ngon hơn luôn nhiều hơn luôn tại vì giá nhà nó tăng cao tại hồi xưa mình tính là giá nhà dùng dữ liệu năm 2019 nghìn là mình đã lời cũng đã đã rồi mà bây giờ này là giá nhà nó cũng lên giá đất nó cũng lên cái lúc mà vương mới qua tết khoảng 10 năm về trước á căn nhà chừng trăm bảy trăm tám là có căn nhà xịn sò rồi ở được rồi căn nhà đầu tiên mình mua có trăm sáu mươi nghìn ở đã luôn bây giờ cũng là căn nhà đó nó lên tầm bốn trăm còn bây giờ nhà là trước cô với cái lúc mà làm dự án này á thì là nhà nó rơi vào tầm khoảng 250, 300 nghìn một căn, 350 nghìn một căn là thấy còn quá đáng đó nha. Sau bây giờ nhà ở Tết các bạn biết không là giá bây giờ là tầm chừng 400 nghìn, 500 nghìn mới có được căn nhà cơ bằng là được được. Còn nhà giờ mà nhà bèo bèo sàn sàn cũng 350, 400 nghìn, 380, 390, 400. Hên là cũng nó đỡ hot hơn hồi xưa rồi nhưng mà cũng còn cũng 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 còn đang hot tại vì nhiều người nhiều người nhiều người, người ta dọn như tách sập đó ừ. cho nên là vương cũng ấm lắm <laughs> cũng hên là hồi trước đây đất còn rẻ vương gom cũng nhiều nha gom cả nghìn mẫu nếu như mà vương mà còn có sức uh, vương làm tiếp trong cái làm bất động sản này nè toàn là mấy ông già 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 không à. mấy ông nào mấy ông nấy vương đến hội nghị của mấy ông á để coi là vương là cái thằng trẻ nhất trong đó rồi bắt đầu mấy ông kêu bằng là đầu đầu nào đầu nấy bạc phơ hết trơn vương làm mấy bữa tóc vương cũng muốn bạc hết trơn luôn rồi nè nè bạc thiệt mà coi có không thấy không đó bạc thiệt chứ bộ hồi trước chưa làm nó đâu có bạc đâu <laughs> giờ làm xong dự án cái tóc bạc luôn vương mà làm thêm mấy cái chắc thành dương quá luôn chắc bạc bạc trắng luôn á à, đã gì đâu cái miếng này là vương à, không có xây nhà nhưng mà vương nhường cái phần xây nhà là cho người khác xây nhưng mà những cái miếng sau mà vương có làm là chắc là vương sẽ cân luôn cái phần xây nhà luôn tại vì á, mình làm miếng đất cực khổ mình bán cho các ông nội xây nhà mình làm cực khổ mấy năm trời mới xong được cái miếng đất ra mấy ổng đó, đó, có sẵn lô bán cho mấy ổng cắt lên cái mấy ông bán nhà lời nghe nói lời lắm á vương <laughs> không biết hồi xưa là nghe nói mấy ông nói tính toán xong mấy ông lời hai ba phần trăm khỉ á vương thấy bỏ xây căn nhà có chừng trăm mấy hai trăm nghìn mấy ông bán ba trăm nghìn lời căn chắc cầu cả trăm mấy nghìn á mà bày đặt nói là Ồ, xây căn nhà không có lời nhiều lời có 100 trăm ngàn căn này, không có nhiều Hay, mà vương làm tới đây là coi như vương khô máu rồi, không có đủ không có đủ sức để mà xây nhà ở đâu nhưng mà sau này ví dụ như uh, vương làm xong những cái lô đất những cái hạ tầng giống như vậy tại vì mình làm gì cũng vậy mấy anh chị hồi trước vương tham vọng lắm vương tính là vương sẽ làm xây xong cái phần hạ tầng này là vương sẽ vương xây nhà luôn á để lời hết luôn ăn từ 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 đầu tới cuối luôn á, ăn từ cỏ ăn lên luôn từ cái đất này ăn lên luôn nhưng mà tham vọng quá không được nghĩa mình phải làm từ 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 phải học trước làm sao để mà biến cái miếng đất thành có đường xá có cơ sở hạ tầng trước cái đó rồi xong rồi xây nhà tính sao làm qua rồi mới biết rồi biết thủ tục giấy tờ nè biết giấy phép làm sao biết làm sao chọn đất làm sao thôi nói chung cái biết chút nha làm riết rồi những cái dự án mà lớn 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 á vuông rút qua được một điều nha kiếm tiền mà Giống như kiểu khi mà làm những cái gì đó mà nó lớn lao á, nó to lớn đó, nó nó sẽ dễ hơn làm những cái 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 nhỏ nha. Tại vì khi mà làm nguyên cả cái lớn giống như vậy á, thật ra là Vương không có lo nhiều đâu. Có đơn vị tư vấn họ lo hết trơn rồi. Họ đến họ tư vấn cho mình cần gì cần gì cần gì, thậm chí họ có người đi lo hết cho mình luôn rồi. Còn mà xây một cái nhà coi chứ mà đi lên đi xuống xin giấy phép khi Vương thấy còn khó hơn làm miếng đất giống vậy nữa đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mà làm cái gì đó lớn thì Vương thấy là nhìn nó hoành tráng nhìn nó lớn vậy á nhưng mà thật ra là đều có đơn vị tư vấn hết cho nên cũng sướng lắm đây sung sướng quá sau bao nhiêu năm tháng cực khổ <laughs> bây giờ là cũng hoàn thành cái dự án rồi chuẩn bị uh, giao lô đất cho người ta bắt đầu xây nhà nè anh chị đây là cái phần mà cái phần xanh xanh mà còn lại ở đây nè là cái hướng này là cái 15 lăm mua để dành còn ở bên đây là đây là cái con đường Sài Gòn này đó, bước vô đây là con đường Sài Gòn đây là cái bảng tên đang xây <laughs> đó bảng tên này giờ là đang xây dựng nè dự án này hồi xưa đặt tên là Trail at Cochrane Road đó, đây là còn đây là con đường đó con đường dài này như thế này là con đường Sài Gòn á chàng chàng là cái tên nè có là Nghĩa là mấy cái này mốt để cho xe vô á. Rồi chừng vài bữa nữa thôi là nhà sẽ bắt đầu mọc lên.